Nhận được tin báo của người dân tại khu vực ấp 5 xã Thành Phú, huyện Vĩnh Cửu, có một nhóm đối tượng đi trên xe máy đi vào nhà dân đập phá, nổ súng đe dọa người dân, rồi lên xe bỏ đi. Ngay khi nhận được tin báo, Tổ tuần tra 161 Công an huyện phối hợp Công an xã Thành Phú tiến hành truy xét và đã nhanh chóng bắt giữ được 6 đối tượng tuổi đời từ 16 đến 23 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai và Đắk Nông, thu giữ gồm một vật nghi là súng và ba xe máy các loại.